my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bạn ơi, hiện tại thì mình đang có mặt ở cái điểm dừng nghỉ Thanh Bình này, ở chỗ Tĩnh Gia, chỗ này chẳng Tĩnh Gia. Bây giờ đoàn mình đổ vào đây để uống nghỉ ngơi, uống nước đã rồi mới di chuyển tiếp. Bây giờ là đang 10 giờ trưa rồi. Nghỉ, bên đây có điểm mà con xe kiểu chạy qua đây này. Kia anh kia anh đang xem rồi. Và đây toàn xe kia đi chậm quá. Đây hai xe đã tới nơi rồi nhưng mà xe kia chưa thấy. Đây cái xe xe của đoàn mình bây giờ mới tới này. Tất cả là ba xe mà. Một xe là chở gạo và một xe chở mì tôm nhá mọi người nhá. Xe của mình đây thì chở toàn mì tôm thôi, còn xe này chở gạo nhé. Như ở mình, toàn xã của mình là chính ra là đi vào thứ ba tuần trước cơ, nhưng mà do ảnh hưởng của cơn bão số 9 là cho nên là toàn mình hoãn đến ngày hôm nay là thứ ba tuần tuần này mới đi được này cả nhé, và trước một tuần của tuần trước không. Đây xe bây giờ mới tới. Chạy vọt qua, tí nữa em mới rẽ vào làm đã, bảo ông già vào làm từ ở kia, ông cứ bảo là thôi khi nào đỗ nghỉ nào, bảo ông là đỗ làm luôn đi, ông cứ bảo là sợ mọi người đi qua. Thấy không, có bị dẹo không? Dẹo không, dẹo à? Dạ, kia kia. Ôi cháu đang vào kia. Đây đoàn mình đỗ nghỉ ngơi uống nước ra nha mọi người nhá. Vâng. Đây là cô Hoa, bí thư xã. Vâng, vâng, vâng. Làm cái cà phê này. Thôi. Làm cốc trà nóng. Mọi người ơi, đây xe mình vừa xong bị xịt nốt này. Nơi bây giờ đoàn xe của chúng mình đã đến huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhá. Thời tiết ở trong này thì đang bắt đầu mưa. Bây giờ hiện tại thì mới có 3 rưỡi nhưng mà nhìn thời tiết rất là mây mù à. Mưa xuống trời tối hẳn à. Nhìn thời tiết ở ngoài trời như thế này mình cứ nghĩ là 5 rưỡi so với ở như ở ngoài Hà Nội thì tầm này 5 rưỡi là mấy tối tối như thế này thôi. Đây mọi người ơi, đây là nhà văn hóa huyện Lệ Thủy này. Đang chờ đoàn vào làm việc trong ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy xong rồi
ra đoàn mình mới bắt đầu xuống các xã đây rồi. Đây có xe của đoàn Hải Phòng. Chắc vừa trong sao có thể hàng tiếp tế xong. Đây, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy nhá. Mấy chú đây, cháu anh em. Chúng tôi đang trung tâm ở trụ sở Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy. Đấy, là đang đi vào đưa hàng cứu trợ cho coi là huyện Lệ Thủy coi là đang bị ngập lụt trong thời gian vừa qua. Đấy, hiện tại chúng tôi là đang ở chỗ trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy để và làm thủ tục và tiếp tục chúng tôi này cuộc hành trình đi vào trong nhân dân. Các xã bị ngập lụt. Bây giờ anh em chúng mình sẽ ở chỗ Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đi, để đi theo đoàn đi các xã bị ngập nhé. Chia quả đây. Đúng thật ở đây mọi khi trong các cái đợt lũ vừa rồi chắc ở đây cũng bị ngập này. Cái tường nhà thứ thấy nước ngập lên là nửa mét. Đúng rồi, nước nó vẫn còn ẩm ngồi vệt nước nữa. Trước các tuyến đường này thì hầu như là ngập hết. Nhiều mình. Đúng rồi, nhiều các xe cứu trợ còn phải đỗ thử ngoài đường to ấy, chứ có vào được đây đâu. Vào đây toàn là phải đi thuyền đấy. Đây, cái tường nhà này vẫn còn cái vệt nước ngập vừa rồi đó. Bây giờ mình đang chuẩn bị đến địa điểm xã Liên Thủy này, nhà văn hóa. Rất là đông người dân tập trung ở đây rồi nhé. Đây ơi, đẩy cái cổng ra. Ôi, cổng ấy lặng quá nhỉ. Ở đây cũng ngập trên 2 mét các bạn ạ. Nước mới rút ở được cách đây là hơn 1 tuần thôi. Cho nên là các bác sẽ nhập phiếu cho nó chuẩn để cái mục đích là tránh để người dân tị người này có người kia chưa có trên cơ sở tin tưởng các bác đã nhờ các bác là xét tổ hợp thì về con người thì các bác chịu trách nhiệm, chúng em chỉ biết mang cái tấm lòng vào đây thôi và cái gì mong các bác giúp cho mình đấy, không đến lúc là có tình trạng là không được tránh là thế là bà con đường là núi ra hai bên đi anh là không được rồi. Đây là đi thẳng rồi, mắc được không báo rồi. Báo tiếp tiếp rồi quan sát thì là đây quay trở lại. Được rồi, xe lùi là được rồi, được rồi, xe để đến được đó. Nó ngắt tuyến. Sao lại có xe lùi tí được? Tổng viên. Để chỉ đó đi vòng một chân thang có ra luôn. Hai xe, để đầu hai xe thẳng nhau.
Một thùng mì tôm, một bình ga và một gói bột canh, đúng không? Thế thì cứ họ có đưa phiếu thì mình phát một thế, không hạ xuống, đứng nguyên ở trên xe này, chào luôn. Chuẩn họ đi qua đây xong họ đi về luôn. Rồi, còn phiếu thì còn nữa, tôi kiểm tra thôi. Đưa xuống này, đúng không? Đưa phiếu. Xe cả không kém luôn. Để đẹp cho một bên, đẹp một bên. Tặng cái 5 triệu đi trước đã, 10 triệu. Chào tạm biệt luôn. Không, trên tim em thì nó nói tổng kia như vậy rồi. Rồi ấy. Chào đi. Ai nhìn qua đó đi, ai nhìn qua đó đi. Nhìn qua đó đó. Gọi cho Hạnh đi. Xin là Nguyễn Thị Thanh Hoa, bí thư đảng ủy xã Diên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu với bà con, đây là đồng chí Ngô Đình Tiến, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân xã Diên Thái. Xin giới thiệu với bà con, đây là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của xã Diên Thái. Đề nghị bà con cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể bà con, trong đoàn đi hôm nay thì gồm có 21 đồng chí. Thì báo cáo với các đồng chí thì chúng tôi xin phép là hôm nay thì nghe tin là đồng bào miền Trung của chúng ta là không may thì cũng là bị khó khăn, mất mát. Thì chúng tôi xin được đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như toàn thể các tổ chức, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đã có tấm lòng xin được chia sẻ những tình cảm, những phần quà nhỏ bé của nhân dân xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đối với xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thì hôm nay thì xin bà con xin phép cho chúng tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể bà con và nhân dân trong xã, luôn luôn là mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và cố gắng giữ gìn sức khỏe để khắc phục mọi khó khăn, mọi thiên tai để chúng ta xây dựng một cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc và góp phần xây dựng vào quê hương xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy được cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Kính thưa tất cả là cả các anh chị trong đoàn của xã Diên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, thay mặt cho bà con và nhân dân xã Liên Thủy xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của đoàn đã dành cho bà con trong thời gian lụt lội vừa qua, và thay mặt ủy ban mặt trận các đồng chí lãnh đạo xã xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và tiếp nhận cái tấm lòng của bà con xã Diên Thái. Được kìa, bà con cho tặng một tay ạ. Thôi, sau đây mời nhà thì bà con mời hoàng thể bên đây, bà con thực hiện. Đây bây giờ mọi người bắt đầu nhận quà nha các bạn ơi. Ở đây người dân bắt đầu tiến đến khu vực xe để nhận quà. Mở ra luôn, mở ra luôn. Mở ra đứng lúc, đứng có chết.
Đó, đó, kêu là phiếu cho công tử một lần nữa. Mở phiếu đó. Mỗi người nhận một nửa tờ một lần. Một lần, một lần. Đoàn Ủy ban Nhân dân mình cứu trợ ở đây nha mọi người ơi. Chào cùng thời gian. Đây đoàn của xã đang tập trung trao những cái phần quà cứu trợ của nhân dân cũng như là cán bộ ủy ban xã Duyên Thái, mang vào trao những cái phần quà yêu thương này cho nhân dân ở đây. Vâng anh Minh ơi, vào đây thời tiết đẹp lắm anh ạ, không bị mưa gió cũng như là không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Và đây là nước rút rồi, đường xá ở đây thì đi không bị làm sao. Bà con ở đây thì được nhận các phần quà gồm có nước khô, mì tôm, rồi bột canh, gạo và một phần chút quà, chút tiền nhỏ nhỏ để bà con khắc phục các cái hậu quả do thiên tai để lại. Đấy, vừa xong thì đoàn xã của mình đã trao xong các cái phần quà cho ủy ban nhân dân Hương Thủy ở đây rồi nha mọi người ơi. Bà con cũng đã nhận hết quà rồi ra về rồi. Bây giờ thì đoàn xã mình sẽ tiếp tục đi sang các cái xã khác để thực hiện các cái nghĩa cử cao đẹp. Kia chắc là cổng làng hay sao? Ai là đây? Đây trong vào ủy ban này. Xã trụ gì đó? Sở xã Phong Thủy. Phong Thủy. Toàn Phong với Thủy thì chẳng ngập. Kia là Liêm Thủy. Đây là Phong Thủy. Sở Phong Thủy. Xã Phong Thủy. Bây giờ phải đổi Thủy đi nhỉ? Còn cái xe khách đỗ ở ngoài. Thật xe khách đỗ ở ngoài để các cái xe mà chở hàng này đi vào. Các bạn ơi, bây giờ thì đoàn của mình lại tiếp tục đến chỗ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phong Thủy để trao những cái phần quà yêu thương cho nhân dân ở đây. Ở đây thì bà con cũng tập trung ở đây cũng khá là đông rồi. Ở đây thì nước lũ cũng đã được rút hết đi rồi nha mọi người nhá. Trước thì ở đây thì nước thì dâng lên cũng cao, gần tầng 1 kìa. Nhưng qua ở đây thì mình thấy còn các cái biệt nước in ở đây thì vẫn còn.
Đây, đâm 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 vào đây anh ơi. Đây toàn toàn xã mình sẽ đánh xe vào đây để trao cái phần quà này. Mượn đấy kim đi. Không, dây chống chống. Đây bây giờ bắt đầu đến xã tiếp theo. Xã này là xã Phong Thủy của huyện Lệ Thủy. Bây giờ người dân đang tập trung ở đây rất là đông vậy này. Trước ở đây thì nước ngập đến tầng 1 của Ủy ban Nhân dân xã. Bây giờ thì nước đã rút hết đi rồi. Vâng, em cảm ơn chị Thủy nha. Đây, đây là chú chủ tịch xã, chú cùng đoàn nhân dân xã Duyên Thái đi vào xã Phong Thủy để trao những cái phần quà yêu thương cho nhân dân ở đây. Kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo của xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, nghe tin thì đồng bào miền Trung bị cơn đại hồng thủy. Xin được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, xin được chia sẻ với toàn thể các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con nhân dân những chia sẻ những cái tình cảm, những mất mát, những khó khăn mà đồng bào của chúng ta đã phải gánh chịu trong thời gian lũ lụt vừa qua. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu sự với bà con thì cháu tên là Nguyễn Thị Thanh Hoa, bí thư đảng ủy của xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu với bà con đây là đồng chí Ngô Đình Tiến, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân xã Duyên Thái. Xin trân trọng giới thiệu đây là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của xã Duyên Thái. Xin trân trọng kính mời bà con ạ. Vâng, kính thưa toàn thể bà con, có lẽ là trong đợt lụt vừa qua thì đối với nhân dân cả nước nói chung và của nhân dân xã Duyên Thái, huyện Thường Tín nói riêng cũng rất muốn là được chia sẻ những tình cảm, những khó khăn, những mất mát mà đồng bào của chúng ta đã phải gánh chịu, và đặc biệt là của nhân dân của xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Và hôm nay thì với tinh thần tương thân tương ái thì nhân dân, cán bộ xã Duyên Thái cũng như toàn thể các tổ chức, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp cũng đã có tấm lòng, có một tình cảm, có những tình cảm xin được chia sẻ và những phần quà nhỏ bé xin được gửi tới đồng bào của mình. Và cũng rất mong là các bà con nhân dân hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua cơn lũ lụt như thế này để phấn đấu vươn lên, để xây dựng cuộc sống gia đình của mình ngày càng ấm no, hạnh phúc. Và xin chúc các đồng chí lãnh đạo của xã Phong Thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để hướng dẫn cho, chỉ đạo cho bà con nhân dân của mình có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, xin được chúc sức khỏe các bà con nhân dân ạ. Vâng, và sau đây thì xin giới thiệu với bà con thì xin giới thiệu với bà con đối với lại mặt trận tổ quốc xã Duyên Thái tặng mặt trận tổ quốc của xã Phong Thủy 5 triệu đồng ạ. Và sau đây thì đối với phần quà của bà con thì tôi cũng xin muốn nói rõ luôn như này, mỗi một bà con của mình là có một túi quà
một túi quà, một thùng mì tôm, một hộp lương khô, một gói bột canh. Và ngoài ra thì còn một phong bì 200.000 đồng. Đấy là mỗi một suất quà là như vậy. Còn ngoài ra thì đối với 40 năm hộ nghèo thì chúng tôi sẽ gửi tặng bà con thêm một suất quà nữa, gồm có 30 gói mì tôm và một chai dầu ăn. Xin báo cáo với bà con là như vậy. Và ngoài ra thì đối với 200 hộ mà của phong thủy chúng ta thì sẽ có một thùng sơn, vỏ thùng sơn đấy ạ, để các bà con về có thể là đựng nước, có thể là đựng gạo. Đó là như vậy. Còn ngoài ra thì xin báo cáo với bà con thì trong số xã Phong Thủy của chúng ta có 7 đến 8 hộ là bị sập nhà và bị không có điều kiện để xây sửa nhà, thì đoàn của xã Duyên Thái của chúng tôi cũng sẽ đến trực tiếp. Và nếu như mà mức độ mà bị thiệt hại nặng thì chúng tôi sẽ phần gửi tặng cho bà con mấy hộ đó để có điều kiện để xây sửa nhà. Đó là nếu phần quà mà tối đa nhất là 10 triệu đồng ạ. Nếu còn nếu như mà với mức độ thiệt hại thì chúng tôi sẽ tùy theo từng nhà, chúng tôi sẽ đến gửi cho bà con của mình. Sau đây xin được một lần nữa xin được chúc sức khỏe tới bà con của mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc bà con nhà mình có nhiều phấn đấu vươn lên để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn ạ. Xin gửi tới bà con. Nhưng mà đây họ nhận quà cho người Việt kịp. Thế là lại thế là thân. Nhưng mà đi không có nhân.
chơi đó, hôm nay mình chơi, mình chơi. Hai cô chú chủ tịch và bí thư đang trao những cái phần tiền nho nhỏ đến đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Thời tiết ở đây thì ngày hôm nay thì trời cũng đang rất là nhiều mây, khả năng tí nữa cũng sẽ mưa mọi người ạ. Mong là sẽ không mưa to để cho người dân bớt bị ảnh hưởng, đỡ bị ảnh hưởng. Time for me. I've been flying from town to town.